Xin chào tất cả các em. Ở video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 21, trang 22 và trang 23 và vở bài tập toán lớp 4 tập 1 phần luyện tập các em nhé. Chúng ta sẽ có bài 1 viết số ngày vào phần chỗ chấm. Như vậy ở đây các em sẽ dùng cái bàn tay trái của các em giơ lên như cô đây. Đấy, cái phần nhô lên chúng ta sẽ đếm tháng này. Cô sẽ hướng dẫn các em đếm tháng. Trước tiên các em phải đếm đúng cái phần tháng cho cô đã. Đây. Chúng ta sẽ sử dụng 4 là cái phần phía trên của 4 cái ngón này trừ cái ngón cái ra nhé. Như vậy đây là tháng 1 chúng ta bắt đầu đếm. Đếm theo cô, không được đếm ngược lại đâu nhé. Cô đếm như nào các em đếm như vậy, bởi vì nó có liên quan đến số ngày đấy. Như vậy đây là tháng 1 này, các em đếm 1. Cái phần lõm xuống này là tháng 2. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đây, giữa hai cái này thì đếm lại nha. 1, 2, 3, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Được chưa? Tháng 7 ở đây, tháng 8 các em đếm luôn ở đây, 8 này, 9 này, 10, 11, 12. Đếm lại cho cô, đếm lại cho cô. Các quý phụ huynh hãy hướng dẫn các con đếm đúng cái phần tháng đã. Sau khi chúng ta đếm đúng phần tháng rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Đếm này, 1, 2, giữa hai cái này sẽ là 2 này, cái phần lõm xuống sẽ là 2 này nhá. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, được chưa? 8 trùng vị trí 7, 8 luôn này, 9 này, 10 này, 11 này, 12. Cô đọc lại một lần nữa. Tháng 1, tháng 2 ở đây, 3 ở đây, 4 nó nằm đây, 5 ở đây, 6 ở đây, 7 ở đây, 8 trùng 7, 9 này, 10, 11, 12 đây. Như vậy khi mà các em đếm như này, cái phần nhô lên, cái phần xương mà nhô lên, xương nhô lên thì các cái tháng đấy có 31 ngày. Cái phần xương nhô lên thì sẽ 31 ngày. Cái phần hơi lõm xuống một chút thì nó sẽ có 30 ngày. 30 ngày. Riêng cái tháng 2 này, riêng chỉ trừ trường hợp tháng 2 là nó có 28 hoặc 29 ngày thôi. Còn các cái lõm nó còn lại thì nó sẽ là 30. Được chưa? Nhô lên thì nó luôn luôn là 31. Lõm xuống thì sẽ là 30. Riêng tháng 2 thì có 28 hoặc 29. Nếu là năm nhuận thì sẽ có 29 ngày. Đấy. Như vậy tháng 1 nhô lên đấy đúng không ạ? Tháng 1 thì có lẽ 31 ngày. Các em ghi vào 31 ngày. Cái nhô lên thì sẽ là 31. Tháng 2 thì có 28 hoặc là 29 ngày. Nếu năm nhuận thì sẽ có 29 ngày. Tháng 3 đây, nhô lên đây, tháng 3 sẽ là 31 ngày. Tháng 4 nó thụt xuống ở đây, vị trí này thụt xuống 30 ngày. Tháng 5 31 ngày, tương tự đúng không ạ? Tháng 6 đến 11 2 3 4 5 6, tháng 6 bị lõm xuống này, tháng 6 30 ngày. Tháng 7 và tháng 8 cùng ở vị trí nhô lên này, như vậy tháng 7 tháng 8 đều có 31 ngày. Tháng 9 lõm xuống 30 ngày. Tháng 10 nhô lên 31 ngày. Tháng 11 lõm xuống 30 ngày và tháng 12 nhô lên 31 ngày. Đấy là cái quy tắc để chúng ta làm. Nhớ nắm bàn tay như này. Cái phần nhô lên thì luôn luôn là 31 ngày. Các em đếm tháng 1, 2, 3, 4. 1 là phần nhô lên này, 2 này, đây này, 3 là nhô lên này, 4 này, 5, 6 này, 7 này, 8 trùng đây này, 9, 10, 11, 12. Như vậy tất cả những cái nhô lên thì sẽ là 31, lõm xuống thì sẽ là 30. Riêng cái tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 thôi. Năm nhuận, năm bình thường thì sẽ có 365 ngày, đúng không ạ? Năm không nhuận thì sẽ có 365 ngày này. Riêng năm nhuận thì nó sẽ có, tháng 2 nó có 29 ngày. Như vậy riêng năm nhuận thì nó sẽ được thêm 1 ngày ở tháng 2. Như vậy năm nhuận sẽ có 366 ngày, cộng thêm 1 ngày vào tháng 2. Như vậy sẽ có 366. Năm nhuận sẽ hơn năm thường 1 ngày. Sau bài tập số 2, viết tiếp vào chỗ chấm. Vua Quang Trung qua đời vào năm 1792, năm đó thuộc thế kỷ bao nhiêu? Như vậy 1792 thì em nhìn đuôi này, hai cái số cuối. Các em nhìn cho cô vào hai số cuối. Nếu hai số cuối không đồng thời bằng 0, các em phải học cái bài dây thế kỷ thật kỹ nhé. Đấy, hai cái số cuối này không đồng thời bằng 0. Nếu đồng thời bằng 0 thì cái thế kỷ nó chính là cái số ở phía trước, cái phần còn lại sau khi các em bỏ hai số cuối đi. Nếu hai số này đồng thời bằng 0 này thì thế kỷ chính là cái số 17 này. Nếu đây là 00 thì thế kỷ chính là số phần trước, chúng ta không cộng. Còn nếu như mà hai số cuối này là hai số không đồng thời bằng 0. Đây, không đồng thời bằng 0 thì thế kỷ sẽ bằng cái số ở phía trước cộng thêm 1. Như vậy thì 17 cộng thêm 1 tức là 18. Như vậy thế kỷ 18
Ông này ông ấy chết vào thế kỷ 18 nhá. Các em hãy ghi thế kỷ 18 vào. Và chúng ta sẽ viết bằng số La Mã. Đây thế kỷ 18. Khi hai số cuối không đồng thời bằng 0, các em lấy số thế kỷ chính bằng hai số ở phía trước. Các số ở phía trước này các em cộng thêm một đơn vị. Như vậy 17 cộng 1 bằng 18. Thế là chúng ta đã vừa. Chúng ta còn một ý nữa. Tính từ đó đến nay đã được bao nhiêu năm? Như vậy muốn biết được bao nhiêu năm thì các em sẽ lấy cái số năm hiện tại, các em trừ đi cái số năm 1792 này. Cái năm hiện tại thì ví dụ cô đang quay video bài giảng này là năm 2019. Cô quay là năm 2019 thì các em sẽ lấy năm 2019, các em trừ đi 1792. Sau này nếu như mà năm 2020 thì các em sẽ lấy 2020, các em trừ đi 1792. Mà năm 2021 thì các em lấy 2021 trừ 1792. 2022 thì các em lấy 2022 trừ 1792. Đấy, nó sẽ thay đổi theo năm nhá. Đấy, tức là cái đáp án của cái bài ý thứ hai của bài 2 này nó sẽ thay đổi theo năm, chứ không phải là lúc nào cũng giữ nguyên cái kết quả này đâu. Đấy, các em lại lấy năm hiện tại. Năm hiện tại cô đang quay là 2019 thì cô lấy 2019 cô trừ này. Đấy, còn sau này ví dụ như 2020 thì các em phải lấy 2020 các em trừ. Mà 2021 thì em phải lấy 2021 trừ 1792, chứ không phải là lúc nào cũng lấy 2019. Hiểu chưa? Về đây chúng ta có 9 trừ đi 2 bằng 7 này. 1 không trừ được 9, các em mượn 1 bên này. 11 trừ 9 bằng 2. Mượn thì em trả sang đây. Đúng không ạ? 0 không trừ được 7, các em mượn 1. 10 trừ đi chúng ta nhớ 1 sang đây, 7 nhớ thêm 1 bằng 8 đúng không ạ? 0 không trừ được 8, các em mượn 1 bên này. 10 trừ đi 8 bằng 2. Được chưa? Mượn thì trả bên này. 1 nhớ 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng hết. Như vậy kết quả của chúng ta bằng 227 năm. 227 năm. Chưa nào? Như vậy ở đây các em sẽ được là 227 năm. Sau bài tập số 3. 2 ngày. Điền dấu lớn hơn hoặc là bé hơn hoặc là bằng. Vậy 1 ngày của chúng ta, một ngày thì có 24 giờ. Vậy 2 ngày thì nó phải là 48, các em lấy 24 nhân 2 đúng không ạ? Vậy 2 ngày 48 giờ. 48 giờ thì chắc chắn nó phải lớn hơn 40 giờ rồi. 2 ngày phải 48 giờ. Đấy, thì nó sẽ lớn hơn, các em điền dấu lớn hơn 40 giờ. Tiếp theo. 5 phút và 1/5 giờ. Đây đang là 1/5 giờ. Bên này chúng ta có 5 phút. Bên này chúng ta có 1/5 giờ. Vậy thì một cái là đơn vị là giờ, một cái đơn vị là phút thì chúng ta không thể so sánh được đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đổi về đơn vị cùng là phút đi. Vậy 1/5 giờ thì các em lấy số giờ, muốn đổi từ giờ sang phút các em nhân 60. Đấy, vậy 1/5 giờ nhân với 1/5 nhân với 60 thì chúng ta sẽ bằng 12. Như vậy 1/5 giờ thì nó bằng 12 phút cơ. Đúng chưa? 12 phút. Chúng ta đổi đây này, 1/5 giờ bằng 12 phút. Vậy rõ ràng là 5 phút thì nó sẽ nhỏ hơn 12 phút đúng không ạ? Đấy, 5 phút thì nó bé hơn 12 phút. Như vậy 5 phút nó sẽ nhỏ hơn 1/5 giờ. Vậy các em sẽ điền dấu bé hơn vào. Các em hãy đổi ra ngoài đấy nhá. Nhá, 1/5 giờ chúng ta đổi ra bằng 12 phút. Tiếp theo, 1/2 phút với lại 30 giây. Như vậy 1 phút thì chúng ta có 60 giây. Ở đây 1/2 tức là một nửa phút đúng không ạ? Như vậy thì 1/2 phút thì nó sẽ bằng là bằng 30 giây. Cái này này, nó sẽ bằng 30 giây. 30 giây thì nó sẽ bằng 30 giây. Đây các em điền dấu bằng vào. Tiếp theo, 2 giờ 5 phút và bên này là 25 phút. Vậy các em phải đổi về cùng đơn vị. 2 giờ. 2 giờ này thì chính bằng 60 phút. Cứ 2 giờ thì bằng 120 phút, xin lỗi các em. Cứ 1 giờ là bằng 60 phút đúng không ạ? Vậy 2 giờ 5 phút thì chúng ta có 2 giờ này chính bằng 120 phút này. Đấy, cứ 1 giờ là 60 phút, vậy 2 giờ sẽ bằng 120. 120 các em cộng thêm 5 phút nữa.
vậy 2 giờ 5 phút thì sẽ bằng 125 phút. Như vậy cái này chúng ta đổi ra phút này thì nó sẽ bằng 125 phút. Vậy 125 phút thì rõ ràng nó sẽ lớn hơn 25 phút, kem điền dấu lớn hơn. 125 2 giờ 5 phút sẽ lớn hơn 25 phút. Rồi sang 1 phút 10 giây với lại 100 giây. 1 phút 10 giây. Như thế chúng ta có 1 phút 10 giây. 1 phút này thì nó sẽ bằng 60 giây. 1 phút bằng 60 giây. 60 giây cộng với 10 giây thì nó sẽ bằng 70 giây. Như vậy 1 phút 10 giây thì nó sẽ bằng 70 giây. 70 giây thì nó sẽ nhỏ hơn 100 giây. Kem điền dấu nhỏ hơn. Cuối cùng 1 phút rưỡi. 1 phút rưỡi. Rưỡi tức là thêm 30. Như vậy 1 phút là bằng 60 giây này. 60 giây thêm với phần rưỡi 30 giây nữa thì nó sẽ bằng 90 giây. Như vậy 1 phút rưỡi tức là 1 phút với thêm nửa phút nữa. Vậy thì nó sẽ bằng 90 giây. Đây. Cô nói lại 1 phút này là 60 giây. Rưỡi này là thêm nửa phút. 1 phần 2 phút thêm 30 giây nữa. Vậy 60 cộng 30 bằng 90 giây. Điền dấu bằng vào. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 4. Bạn nào cần có thể dừng video bài giảng của cô ở đây một chút nhé. Sau khi xem video bài giảng, để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ like video bài giảng, chia sẻ video các bạn các em cùng xem, các em để lại comment của em phía dưới. Đặc biệt, bạn nào chưa đăng ký kênh thì các em hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ và nhấn vào biểu tượng hình chuông bên cạnh để chúng ta sẽ là những người đầu tiên xem các video mới khi có bài nhé. Tiếp theo sang bài tập số 4. Bài tập số 4 ở đây, ngày 23 tháng 5 là ngày thứ 3, hỏi ngày mùng 1 tháng 6 cùng năm đó là ngày thứ mấy. Như vậy chúng ta có này, ngày 23 này, tháng 5 chúng ta sẽ xem để tháng 5 có bao nhiêu ngày nhá. 1, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 đúng không ạ? Tháng 5 nhô lên như vậy tháng 5 có 31 ngày này, tháng 5 31 ngày. Như vậy 23, rồi đến 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 và sang mùng 1 tháng 6. Có đúng không nào? Tháng 5 có 31 ngày. Như vậy chúng ta sẽ đếm 7 ngày thì nó sẽ hết ra một tuần đúng không ạ? Từ ngày 23 này. 23, ngày 23 là ngày thứ 5. 23 tháng 5 là ngày thứ 3. Tức là ngày này là ngày thứ 3. Thứ 3 trong tuần. Như vậy chúng ta sẽ đếm này. Từ đây sang đây là 1 ngày đúng không ạ? Đây sang đây là 2 ngày. Đây sang đây là 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Đếm lại này. Từ đây sang đây 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Vậy 7 ngày thì đến cái ngày 31 này này là đúng 1 tuần đúng không ạ? Đúng 1 tuần vậy đến ngày 30 này là đúng 1 tuần. Vậy 30 này sau 1 tuần thì nó vẫn là thứ 3. Như vậy ngày 30 này là ngày thứ 3. Như vậy ngày 31 sẽ là ngày thứ 4, chưa? Và ngày mùng 1 tháng 6 sẽ là ngày thứ 5. Như vậy các em sẽ khoanh vào, nó chính là ngày thứ 5. Các em sẽ khoanh vào đáp án B. Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Đúng rồi. Được chưa? Cô nói lại này. Cô nói cách làm cho em này. Cô nói lại cách làm. Riêng tháng 5 sẽ có 31 ngày. Các em sẽ liệt kê các ngày từ ngày 23 đến ngày 31. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Đúng không ạ? Sau đến ngày mùng 1. Như vậy các em sẽ tính 7 ngày thì nó sẽ lặp lại ngày thứ 3. Như vậy từ đây đây là 1 ngày này, 2 ngày này, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy đến đây là 7 ngày. 7 ngày tức là 1 tuần. 1 tuần sau, tuần ban đầu là thứ 3. Như vậy 7 ngày sau thì nó vẫn là thứ 3. Đúng không ạ? Sau 1 tuần chúng ta tính ngày thứ 3 lần này.
Sau một tuần sau thì cũng đến là đấy là sẽ là ngày thứ ba. Được chưa? Vậy đây là ngày thứ ba. Thứ ba rồi thì đây sẽ là ngày tiếp theo, sẽ là ngày thứ tư, và tiếp theo nữa sẽ là ngày thứ năm. Như vậy thì ngày mùng 1 tháng 6 sẽ là ngày thứ năm. Hoặc bạn nào cẩn thận hơn. Cẩn thận hơn, ta có 23 tháng 5 là thứ ba đúng không? Như vậy đây sẽ là thứ tư này. Thứ năm này, thứ sáu này, thứ bảy này, chủ nhật này, thứ hai đúng không ạ? Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đấy, thì nó cũng ra kết quả ngày mùng 1 tháng 6 sẽ là ngày thứ năm. Như vậy các em sẽ chọn đáp án đúng chính là ngày thứ năm cho cô. Đáp án B. Đó chính là ngày thứ năm. Cuối cùng, điền số thích hợp. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 7kg và 2g. Thì chúng ta sẽ đổi ra xem thử bằng bao nhiêu gam. Đúng không ạ? Đổi ra gam này. Như vậy 7kg và 2g nữa. Thì cái phần kg này các em sẽ đổi ra gam. Từ kg sang gam các em nhân với 1.000. Nhân với 1.000 hoặc các em thêm 3 số 0. Như vậy 7kg thì sẽ bằng 7.000g. 7.000g cộng với 2g này nữa này. Như vậy sẽ bằng 7.002g. Như vậy đáp số của chúng ta sẽ bằng 7.002g. 7.002. Các em sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án C. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong vở bài tập toán lớp 4 bài 21 trang 23 phần luyện tập. Bạn nào chưa đăng ký kênh, các em hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.